Hello, xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Trương. Rất lâu rồi Trương mới làm lại một video để mà cùng giao lưu với tất cả các anh chị em khán giả của kênh YouTube Nguyễn Trương. Thì hôm nay Trương sẽ dùng thời gian để cùng nhau trao đổi với các bạn anh chị em một cái chủ đề mà liên quan đến câu hỏi của chị Thu Thúy hay Thu Thủy gì ha. Chị đang hỏi là: bạn ơi, cho mình hỏi là mình mua một gói bảo hiểm IA 15 năm 18 triệu một năm, mà sau giờ đọc trên hợp đồng thì không thấy có hạn mà nói phải đóng phí 65 năm mới được đáo hạn, vậy thì mình phải đóng 65 năm nữa à? Đây là một câu hỏi của chị Thu Thúy, Thu Thủy. Nhưng mà Trương tin rằng đây cũng là câu hỏi của rất rất nhiều khách hàng khi tham gia bảo hiểm nói chung, và đặc biệt là tham gia một số các hợp đồng bảo hiểm của AIA, là những sản phẩm liên quan đến bảo hiểm liên kết chung, liên kết đơn vị ha. Thì câu hỏi này cần được làm rõ để cho tất cả các anh chị em, các anh chị khách hàng chúng ta tham gia bảo hiểm của IA hay là của Prudential hay là của các công ty khác, chúng ta cần nắm rõ để chúng ta yên tâm cho hợp đồng bảo hiểm của mình. Rồi bây giờ thì Trương sẽ giải thích như thế này. Điều đầu tiên, để các anh chị hiểu rõ về cái bản chất các sản phẩm mình tham gia thì Trương khuyên như thế này: các anh chị em theo dõi cái kênh YouTube của Trương này và xem cái video bảo hiểm nhân thọ, tìm hiểu nguyên lý hoạt động và dòng tiền của sản phẩm An Phúc trong đời ưu việt IA. Thì anh chị em xem cái này, anh chị em sẽ hiểu về bản chất của sản phẩm liên kết chung của IA và của tất cả các công ty bảo hiểm khác. Nếu như anh chị em tham gia dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết chung, mà đa số thì thị trường bây giờ thì sản phẩm liên kết chung và liên kết đơn vị là hai dòng sản phẩm mà hầu hết các công ty bảo hiểm đều tư vấn và tư vấn nhiều nhất trên thị trường là dòng sản phẩm đó. Cho nên anh chị em cần theo dõi cái video này để chúng ta nắm bản chất của sản phẩm này. Rồi bây giờ mình trở lại cái câu hỏi của chị Thu Thúy, Thu Thủy. Thì bây giờ Trương đi tổng quan như thế này để cho chị hình dung để các hợp đồng của mình nha. Thì Trương sẽ chia cái slide này lên để mà giải thích riêng cho chị Thúy cũng như là tất cả các chị em khán giả đang theo dõi kênh YouTube của Trương. Bảo hiểm liên kết đầu tư nó bao gồm hai nghiệp vụ, đó là bảo hiểm liên kết chung và liên kết đơn vị. Thì liên kết chung là dạng bảo hiểm nó có sự tiết kiệm và tiết kiệm như thông qua hình thức đầu tư an toàn cho khách hàng. Chính vì vậy bản chất của liên kết chung nó sẽ cam kết lãi suất cho khách hàng. Còn dòng thứ hai đó là liên kết đơn vị thì nó sẽ đầu tư bảo hiểm một tí, có thể là vô các kênh đầu tư chứng khoán chẳng hạn đi, thì cái mức độ rủi ro nó sẽ cao hơn và lợi nhuận nó cao hơn. Cho nên dòng sản phẩm liên kết đơn vị nó sẽ không có cam kết lãi suất tối thiểu. Đó, như vậy chúng ta phân biệt liên kết đầu tư nó gồm hai dạng. Dạng thứ nhất là liên kết chung và thứ hai là liên kết đơn vị. Và nhìn chung như này, nó là dạng đặc biệt của bảo hiểm nhân thọ. Bảo hiểm thì nó sẽ có yếu tố bảo vệ và tiết kiệm. Tiết kiệm sẽ có hình thức đầu tư để tiết kiệm, đúng không ạ? Rồi, ok, đó là dạng hình thức của bảo hiểm nhân thọ, mà trong đó sau khi trừ đi phí ban đầu, chi phí quản lý hợp đồng và chi phí bảo hiểm rủi ro, tức là tiền của khách hàng đóng vào sẽ trừ đi thứ nhất phí ban đầu, thứ hai phí quản lý hợp đồng và thứ ba là chi phí bảo hiểm rủi ro. Sau khi trừ đi xong thì khoản phí còn lại sẽ được phân bổ xuống và được doanh nghiệp bảo hiểm đưa vào các quỹ tương ứng theo từng loại hình sản phẩm để đầu tư theo quy định của pháp luật. Mà nhắc lại, với dòng liên kết chung thì sẽ đầu tư theo cái gì đó mà nó an toàn, còn với dòng liên kết đơn vị thì sẽ đầu tư có tính chất bảo hiểm hơn. Đó, thì đó là bản chất của sản phẩm liên kết đầu tư là như vậy. Ở đây chúng sẽ làm rõ về chi phí ban đầu là cái gì. Chi phí ban đầu đó là dạng chi phí để phục vụ khách hàng từ thời điểm khách hàng tham gia cho đến khi kết thúc hợp đồng bảo hiểm luôn. Và chi phí đó là chi phí mà doanh nghiệp bảo hiểm dùng để trả chi phí tư vấn, hoa hồng cho tư vấn viên, các chi phí khác liên quan đến vận hành để nhằm mục tiêu chăm sóc khách hàng một cách dài hạn. Đó gọi là chi phí ban đầu. Chi phí quản lý hợp đồng thông thường nó sẽ dao động trong khoảng từ 30.000 cho đến 60.000 mỗi tháng. Và tùy theo từng doanh nghiệp bảo hiểm họ sẽ trả cái phí này. Đó thì tùy theo từng sản phẩm và từng công ty ha. Thì nó dao động trong khoảng từ 30.000 đến 60.000 mỗi tháng là chi phí quản lý hợp đồng. Rồi chi phí bảo hiểm rủi ro là dạng chi phí mà công ty bảo hiểm sẽ trích lập ra để sẵn sàng cho các rủi ro để bồi thường cho khách hàng. Như vậy công ty bảo hiểm họ sẽ có cách tính trên từng nghiệp vụ khác nhau, trên từng đối tượng khách hàng khác nhau, trên từng thời điểm khác nhau, dựa vào kết quả của quá khứ, dựa vào dự đoán tương lai và các công thức tính rất là phức tạp để ra một cái dạng gọi là chi phí bảo hiểm rủi ro. Và khi khách hàng tham gia, khách hàng hoàn toàn thấy được cái chi phí bảo hiểm rủi ro đó trong bảng minh họa mỗi năm là bao nhiêu tiền đó. Ví dụ như là muốn bảo vệ mình 1 tỷ đồng thì mỗi năm mình cái chi phí bảo hiểm rủi ro này công ty bảo hiểm họ sẽ gánh là họ sẽ trừ là
khoảng 2 triệu mấy, 3 triệu đó. Thì tùy theo từng sản phẩm nữa, đó gọi là chi phí bảo hiểm rủi ro. Và như vậy sau khi trừ hết 3 khoản chi phí đó thì phần phí còn lại chúng ta đóng vào đó thì sẽ được phân bổ để đi đầu tư, được không ạ? Đó là bản chất của sản phẩm liên kết đầu tư là như vậy. Ở đây tôi lấy một ví dụ như sau, dựa trên cái câu hỏi của chị Thủy luôn ha. Đây, ví dụ như chị tham gia hợp đồng bảo hiểm tại thời điểm là chị 35 tuổi. Và cái hợp đồng bảo hiểm đó nó sẽ có gọi là hiệu lực, và bắt đầu nó sẽ bảo vệ cho chị cho đến năm 100 tuổi, tức là hiệu lực hợp đồng sẽ tới 100 tuổi. Như vậy có phải là tổng thời gian chị tham gia bảo hiểm sản phẩm này là 65 năm không ạ? 65 năm, đúng không ạ? Rồi, với dòng sản phẩm đầu tư này thì tất cả các sản phẩm trên thị trường đều bắt buộc khách hàng phải đóng phí là đến hết thời hạn hợp đồng. Có nghĩa rằng nếu như chị tham gia từ 35 tuổi thì chị sẽ đóng phí cho cái hợp đồng bảo hiểm này tới khi chị đạt 100 tuổi. Đó là thời hạn đóng phí của chị là 65 năm. Đó là trả lời cho câu hỏi của chị tại sao là trên bản minh họa, trên hợp đồng bảo hiểm nó yêu cầu chị đóng phí 65 năm. Rồi, như vậy, tuy nhiên cái sự đóng phí đó chị sẽ hiểu như thế này. Từ thời điểm chị tham gia là 35 tuổi cho đến 40 tuổi là khoảng 5 năm đầu tiên, thì đó là thời điểm chúng ta bắt buộc phải đóng đầy đủ phí bảo hiểm cơ bản. Ví dụ chị tham gia 18 triệu một năm, đúng không ạ? Thì chị sẽ đóng 18 triệu một năm, đầy đủ cái phí đó trong vòng 5 năm đầu tiên. Và tiếp theo những năm sau đó là khoảng thời gian mà công ty bảo hiểm cho phép chị đóng phí linh hoạt. Đóng phí linh hoạt có nghĩa là chị có thể đóng đúng cái số tiền giống như 5 năm đầu tiên, hoặc chị có thể đóng nhiều hơn, hoặc chị có thể đóng ít hơn. Nếu chị đóng nhiều hơn thì phần dư ra đó công ty sẽ đưa nó vào phí tích lũy, nó hình thành nên giá trị tài khoản tích lũy cho chị, và đó là khoản tiết kiệm cực kỳ hiệu quả cho mình. Nếu trong trường hợp chị đóng thấp hơn 18 triệu hoặc chị không đóng luôn, đúng không ạ? Thì như vậy có thể rằng cái hợp đồng bảo hiểm chị không đủ tiền để mà duy trì cái hợp đồng này. Vì sao? Vì mỗi năm phải trừ đi phí bảo hiểm rủi ro, phí quản lý hợp đồng. Cái chi phí ban đầu thì có thể trừ những năm đầu tiên, nhưng những năm về sau đó sẽ không trừ. Đó, thì như vậy nếu như chị không đóng tiền luôn hoặc đóng ít hơn, thì như vậy mỗi năm như vậy chúng ta, hợp đồng bảo hiểm chúng ta muốn duy trì phải trừ đi khoản phí. Và nếu như giá trị tài khoản của hợp đồng mà chị đóng nó không đủ tiền để mà chi trả cho cái phí như vậy thì hợp đồng nó sẽ mất hiệu lực. Đó, chính vì vậy để mà cho cái hợp đồng của chị nó gọi là được hiệu lực cho tới năm 100 tuổi thì mỗi tư vấn viên họ sẽ có một cách thiết kế khác nhau. Và như vậy cái trường hợp của chị á, thì người tư vấn viên đó tư vấn cho chị sẽ đóng phí là từ 35 tuổi cho tới 50 tuổi, tức là khoảng 15 năm. Chính vì vậy mà tại sao chị hỏi là tư vấn nói là đóng 15 năm. Đó chính xác là đây, tại vì tư vấn đó thiết kế cho chị theo cái nhu cầu là đóng 15 năm thôi. Nhưng mà tại sao hợp đồng bảo hiểm nó là đóng tới 100 tuổi? Tại vì sao? Ở đó thì chưa này giải thích được, đó là quy định của cái sản phẩm này. Tuy nhiên có sự linh hoạt, đóng phí linh hoạt từ năm thứ 5 trở đi về sau thì được linh hoạt đóng phí, có thể nhiều hơn, ít hơn hoặc là không đóng. Nhưng không đóng thì lấy gì mà nó nuôi hợp đồng? Thì nó lấy từ cái giá trị tài khoản hợp đồng nó sẽ hình thành sau khi chị đóng phí. Như vậy từ năm thứ 35 trở đi, sau khi trừ đi các khoản chi phí ban đầu, chi phí rủi ro, chi phí quản lý hợp đồng hàng năm, như vậy số tiền còn lại công ty đi đầu tư và nó sinh ra lợi nhuận và nó hình thành nên một cái giá trị gọi là giá trị tài khoản hợp đồng. Ở trong đó nó sẽ bao gồm là tài khoản cơ bản và tài khoản tích lũy, chị xem lại video ban đầu mà chưa nói ha. Thì cái giá trị tài khoản hợp đồng này nó sẽ hình thành nên, giả sử như từ năm thứ 35 cho tới năm thứ 50 là 15 năm chị đóng phí, đúng không ạ? Lúc này chị không đóng nữa, 15 năm đó là chị đóng đúng 18 triệu giống như lời tư vấn luôn. Thì tới năm thứ 50 chị không đóng nữa, thì lúc này giả sử như bây giờ chị giữ hợp đồng ra chị xem coi là tại thời điểm đó mình có khoảng bao nhiêu tiền với cái mức lãi suất là cam kết và mức lãi suất dự đoán là 5%, ví dụ vậy. Thì chứ ví dụ như tại thời điểm 50 tuổi giá trị tài khoản hợp đồng của chị có 400 triệu trong đó. Giá trị tài khoản có 400 triệu trong đó thì hàng năm công ty vẫn dùng tiền đó đi đầu tư. Và đầu tư giả sử như lợi nhuận được 5% mỗi năm, 5% của 400 triệu tức là được 20 triệu một năm, đúng không ạ? Và giả sử trong cái năm đó là cái chi phí bảo hiểm rủi ro và chi phí quản lý hợp đồng của chị hết 5 triệu một năm, thì có phải là lợi nhuận từ giá trị tài khoản là 20 triệu trừ đi 5 triệu là còn vẫn lợi được 15 triệu. Như vậy có nghĩa rằng tổng giá trị tài khoản hợp đồng vẫn tăng được 15 triệu sau năm đó. Và cách tính tương tự như vậy cho những năm về sau, có nghĩa là chị không hề đóng phí thêm, nhưng mà giá trị tài khoản hợp đồng đẻ ra lãi suất, và phần lãi suất đó dư để mà có thể đóng cho các chi phí của hợp đồng. Như vậy bản chất của cái hợp đồng này vẫn được đóng phí, nhưng lúc này không phải chị đóng phí mà để giá trị tài khoản của chị nó đóng thế cho chị.
Đó, chính vì vậy mà tư vấn viên để làm đơn giản thì chỉ cần nói là khách hàng đóng 15 năm là sau đó hợp đồng tự duy trì là như vậy. Tuy nhiên khi đọc vào hợp đồng chúng ta sẽ thấy những câu chữ giống như là đóng phí tới 65 năm chúng ta giật mình. Thì bây giờ chúng ta phải xem lại video này để chúng ta hiểu bản chất tại sao nó là như vậy, để chúng ta yên tâm mà tham gia bảo hiểm với các công ty bảo hiểm nói chung. Đó, thì đây là video mà chúng ta dành riêng cho chị Thu Thúy, Thu Thủy cũng như tất cả các anh chị em đang theo dõi video này, để chúng ta hiểu về cái sản phẩm chúng ta đang tham gia là gì và chúng ta yên tâm được việc duy trì hợp đồng và đóng phí để chúng ta được bảo vệ một cách trọn vẹn trước các rủi ro có thể xảy ra, và đồng thời trong tương lai mình sẽ có khoản tiền tiết kiệm để mà chúng ta có thể là về hưu hoặc là cho con đi học hành tới nơi tới chốn. Đó là những cái điều mà Trương gửi tới các anh chị em trong ngày hôm nay để chúng ta yên tâm và hiểu về sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của mình đã tham gia. Cảm ơn chị và xin chào, hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Anh chị em thân mến, thời gian gần đây có rất nhiều các chị em đã comment ở dưới các video để hỏi về các trường hợp về hợp đồng bảo hiểm của mình cũng như là muốn nghe tư vấn về bảo hiểm. Tuy nhiên các anh chị em rất là ngại để số điện thoại ở bên dưới, tại vì cũng ngại là đưa số điện thoại ra thì có nhiều người sẽ biết và gọi điện làm phiền mình. Chính vì vậy mà chương ngày hôm nay thì chương muốn gửi tới các anh chị em khán giả là nếu như trong trường hợp chúng ta muốn nghe tư vấn về bảo hiểm cũng như muốn giải đáp các thắc mắc của mình liên quan đến các hợp đồng mình đã tham gia, thì anh chị em có thể đăng ký vào cái đường link mà chương gửi ở phía dưới các video ha. Các video anh chị em để ý thì nếu có đường link á thì anh chị em đi vào đây, anh chị em điền thông tin vào, anh chị em ghi rõ các cái vấn đề mà mình muốn quan tâm, thời gian anh chị muốn nghe tư vấn, muốn được hỗ trợ để giải đáp thắc mắc á, thì cái link này anh chị em điền vào thì nó sẽ gửi tới cái thông tin cho các bạn admin của trang YouTube Nguyễn Chương. Trong thời gian nếu mà Chương có thời gian thì Chương sẽ gọi điện để mà hỗ trợ các anh chị em giải đáp các thắc mắc. Đó thì đây là cái đường link rất là uy tín mà Chương tạo ra, và bạn admin cũng là chính là những bạn tư vấn viên của những công ty bảo hiểm nhân thọ mà rất uy tín, thì Chương sẽ gửi đến cho họ cái thông tin này để họ hỗ trợ cho các anh chị em để mà tư vấn giải đáp cho mình các thắc mắc liên quan đến sản phẩm bảo hiểm mình đã tham gia, hoặc là những ý định mình có dự định sẽ tham gia bảo hiểm, thì họ sẽ hỗ trợ chúng ta một cách chi tiết và nhiệt tình nhất. Và chương tin là tất cả những người mà chương giới thiệu để mà tư vấn cho chị em là những người uy tín và làm việc rất là có tâm trong ngành này. Đó, chính vì vậy mà hãy điền thông tin ngay để mà được giải đáp một cách rõ ràng nhất cho chị em nghe. Nếu anh chị em cảm thấy ngại, để số điện thoại dưới các comment của video của chương. Xin cảm ơn chị em rất nhiều.